Nhau dưới cái mái lều này có những người là cái sự hiện diện của anh chị em là một cái sự rất là ư là cần thiết. Bao nhiêu người chuẩn bị không phải chỉ có ẩm thực, bao nhiêu người đã dày công làm những cái việc này việc kia, anh chị em không có làm được, nhưng mà sự hiện diện của anh chị em những cái giây phút như thế này rất là quý báu. Thành ra tôi thay mặt cho giáo xứ để cảm ơn tất cả anh chị em. Tất nhiên có những cái sự hy sinh, thực sự hy sinh nào cũng đem lại cái niềm vui cho người khác hết ha. Thôi thì bây giờ là bao nhiêu sự hy sinh, sự đóng góp cách này cách kia, để rồi chúng ta cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành. Chúng ta khẩn cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, ngày xưa với biến cố xuất hành, dân Do Thái đã ra khỏi vùng đất nô lệ Ai Cập để tiến về miền đất Chúa hứa. Trong thời gian 40 năm trong sa mạc, dân Israel đã sống dưới lều như dân du mục. Thiên Chúa đã đồng hành với họ, gần gũi họ khi truyền cho Môi-se là một cái lều cho Đức Chúa. Lều đó được gọi là lều hội ngộ hay là lều tạm. Đó là cung thánh tạm thời, nơi Ngài cư ngụ giữa con cái Israel. Điều này cho thấy Thiên Chúa là đấng thích gặp gỡ, hội ngộ với dân mình chứ không xa cách. Ngày ông Môi-se làm xong lều hội ngộ, Thiên Chúa cho lều của Ngài tràn ngập áng mây và vinh quang rực rỡ, ra dấu cho dân biết Ngài hiện diện trong lều. Dân Israel dựa vào đám mây bay lên hay hạ xuống nơi nhà tạm để nhổ trại và đóng trại trong suốt chặng đường về đất hứa. Sau này khi đã tiến vào cư ngụ trong đất hứa, Thiên Chúa đã truyền cho dân Israel tổ chức lễ lều gọi là Sukkot hàng năm, để tưởng nhớ đến cột mây, cột lửa, lều trại mà họ đã ở suốt 40 năm trong sa mạc. Đây là cách Chúa nhắc nhở họ về việc Ngài đã đồng hành và dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập về miền đất Chúa hứa. Chúng ta cùng cử hành nghi thức làm phép. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmau. Đến gần làng các ông định tới, người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn." Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Giây phút này chúng ta cùng dâng lên với Chúa những tâm tình cầu nguyện sau đây. Những tâm tình cầu nguyện mà xin cho đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi người. Xin Chúa lắng nghe và chấp nhận. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người sinh hoạt dưới lều này được bình an và để niềm vui ơn thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa dạy, chúng con phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Xin cho mọi người biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu,
và đã chấp nhận việc tiếp rước của người khác. Xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng con sự trợ giúp tận tình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lên với Cha trên trời lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang này. Xin Chúa ban phép lành cho lều này, để khi sinh hoạt nơi đây, chúng con cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, luôn hiện diện và đồng hành cho đến ngày chúng con được hạnh phúc đời đời trong nhà Cha trên trời. Chúa là đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúng ta cùng sau đây là nghi thức rảy pháp thánh. Tán tụng hoàng ân trong khi Cha đi rảy nước thánh. Lịch sử trọng đại làm phép lều hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2023. Xin quý vị an tọa và sau đây sư cha có đôi lời gì không thưa cha? Chúng ta tạ ơn Chúa cũng như là cảm ơn nhau về bao nhiêu cái sự góp tay góp sức để rồi chúng ta sẽ có cái lều này trong cái kỳ đại hội sắp tới. Anh chị em chắc là có kinh nghiệm của cái trận gió trong kỳ đại hội năm trước. Tôi thì là sáng thứ bảy làm lễ xong có việc phải đi, thế cho nên không có chia sẻ được với anh chị em cái trận bão gió chiều hôm đó. Nhưng mà thôi thì tất cả mọi sự chúng ta cùng thấy được rằng Chúa luôn luôn chuẩn bị những cái điều hay, điều tốt cho chúng ta. Để rồi thấy được cái lều như thế này, mình có thể thấy được rằng nó kiên cố, nó chắc chắn, nó cứng cáp quá. Nhưng mà tất cả mọi sự ở trên thế gian này, tất cả mọi sự sẽ qua đi. Làm sao được cái niềm tin của mình, cái đời sống, đức tin của mình được vững vàng. Cái điều đó là rất là cần thiết. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau và tiếp tục gắn bó liên kết với nhau trong những ngày tháng sắp tới. Giây phút này là anh chị em biết bao nhiêu độ dưới lều không? 85 ha, 85 độ. Thôi thì nó hơi nóng nóng một chút xíu, nhưng mà chắc là nó đỡ hơn là dưới hỏa ngục, dưới lửa ngục nha. Thôi thì là có thấy cái gì thì cũng nó thấy mình còn khá hơn. Thôi thì giây phút này mình chịu khó một tí xíu để cầu nguyện cho đại hội trong 2 tuần tới nữa. Cầu mong là mọi sự sẽ được tốt đẹp trong thánh ý của Chúa và trong sự phù giúp của Đức Mẹ.
Và bây giờ chúng ta cùng làm phép của ăn, để rồi sau đó anh chị em chúng ta cứ việc vừa ăn vừa có chương trình ở trên vừa cái sân khấu mới mà vừa cái gọi là cái lều mới nữa ha. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa cũng như là cảm ơn nhau. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và tất cả những của ăn cho tình thương Chúa ban cho chúng con. Chúc lành cho những người đã chuẩn bị cho chúng con của ăn này. Và qua của ăn này xin tăng thêm sức khỏe, phần xác cũng như phần hồn cho chúng con để chúng con tiếp tục yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.